Ngày 1 tháng 12, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Gia Lai cho biết, trên địa bàn vừa ghi nhận một vụ ngộ độc thực phẩm do ăn trứng cóc xảy ra tại làng Cờ La Băng, xã Y Băng, huyện Chư Prong, tỉnh Gia Lai, khiến một người tử vong và một người nguy kịch. Người tử vong là anh Qua Chương, 19 tuổi. Người còn lại là anh Rơ Châm Sơn, 17 tuổi, hiện đang nằm điều trị tại bệnh viện. Sau khi được bác sĩ chăm sóc, anh Sơn đã qua cơn nguy kịch. Thông tin ban đầu, khoảng 15 giờ ngày 30 tháng 11, hai người trên cùng Rơ Châm Ái, 20 tuổi, cùng nhau làm ruộng. Sau đó, cả ba bắt một con cóc rồi lấy trứng hấp ăn. Khoảng 30 phút sau, Chương và Sơn xuất hiện các triệu chứng đau đầu, buồn nôn, khó thở, vàng da toàn thân. Người nhà nhanh chóng đưa cả hai đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai để cấp cứu. Tuy nhiên, Chương đã tử vong. Riêng anh Rơ Châm Ái, do nếm một ít trứng cóc nên chỉ xuất hiện triệu chứng nhẹ và tự gây nôn, không đi viện. Tối ngày 1 tháng 12, ông Đinh Văn Dũng, bí thư huyện ủy Chư Prong cho biết đã chỉ đạo xã tổ chức thăm hỏi nạn nhân vụ ngộ độc, đồng thời hỗ trợ gia đình lo hậu sự.